Riêng cái phong cảnh và thắng cảnh ở đây thì không chê vào đâu được hết á. Ở trong kia có rất nhiều khu biệt thự, mỗi khu biệt thự này trị giá của nó phải mười mấy đến 20 tỷ á mọi người. Sau này nó đang xây cái khu biệt thự quen sông kia, trị giá của nó nghe nói là cũng 35 tỷ đó. Cái khu này đối diện bên kia đường là nhà mình, hay đất Vạn Phúc là ghế nhà mình uống cà phê. Uống có được miễn phí không? Uống 3 ly tính tiền, uống 3 cho 1 ly tặng 1 ly, bán 1 ly tính tiền 3 ly. Đó, thấy chưa? Ở lắm. Chỗ đó nó đẹp cửa đó, cái quay lại cái chỗ sông này, wow, làng ừ cá. Chỗ này là cá tự nhiên phải không bà? Tự nhiên 100%. Tuyệt đối tự nhiên. Đây nè, mình quay cái đây nè. Được cái hay là tự nhiên mà nó ở số lượng đông thế này. Nó tập trung theo kiểu giống như trước đó, người ta thể dục á, người ta hay quăng bánh mì đồ cho ăn á. Chắc vậy, mẹ cũng nghĩ vậy đó. Quăng những đồ ăn xuống đây á, nó quen. Bây giờ cứ thấy có người, bây giờ mình đi là nó đi hết. Có người lại là nó lại tập trung lại. Điêu hồng thì... điêu hồng này sau này nó lớn con bự lắm. Điêu hồng có thể lớn con lớn lớn chung chung cũng cả mấy lạng. Cá phi ở đây, cá phi dòng cá phi lai này, cá phi đơn tính này con nào cũng nói bự lắm, sau này nó lớn là con 2-3 lạng lên không đã ghê ha. Cá phi này nó cũng nhẹ ký mà bữa câu được con 3 lạng to như bàn tay. Riêng từ đây lên tới cầu túc túc cái sông, đường sông này nó thông qua tới bên chỗ gần cầu ông dầu luôn á. Sông này nó chảy qua tới cầu ông dầu luôn chứ không phải cầu Bình Lợi à? Không, cái cầu ông dầu, dầu ông dầu nó mới chảy xuống cái đường ra đường Phạm Đồng á. Còn đây là nó chạy sông ra sông Sài Gòn. Cái chỗ mà đẹp đẹp kia là mấy đứa nhỏ nó tập thể dục nha mọi người. Chỗ đó làm chưa hoàn thiện, đang làm lỡ dở. Đẹp quá ha. Rộng lắm mấy khu này đó. Trời ơi, ở ngoài đây nó mát gì đâu mà buổi chiều nó mát. Đây, ở đây cho tập thể dục là y bài. Ở bên kia là sông Sài Gòn mọi người. Quá đẹp. Đó, người ta nói Sài Gòn là nơi phồn hoa nhộn nhịp, rồi không khí ô nhiễm. Ở gần nhà mình đâu có ô nhiễm đâu. Trời ơi, nó đẹp mà nó sạch. Buổi chiều nó mát, trời ơi nó mát. Chiều lại ra đây đi tập thể dục, rồi ngắm không khí trong lành, đặc biệt là nắm cá, cá ở dưới sông. Đây, xa xa có anh kia anh đang tập thể dục. Cả nhà, mời cả nhà coi cá ở trong khu sông Sài Gòn chảy vào một cái nhánh sông nhỏ cho mọi người coi này. Đây nhỏ này, nhỏ mình nhỏ thế này này. Đấy. Ở trong khu vực của đô thị Vạn Phúc. Đấy, nhỏ mà nó như vậy đó. Trời ơi, nó rộng bao la luôn. Đó, nhưng mà không hiểu sao nha mọi người, đây là cá tự nhiên nha mọi người. Cá tự nhiên mà nó tập trung như vậy, giống như một cá nuôi ở các cái khu vực nuôi thắng cảnh ấy, chùa rồi. Đây là cá mình cam kết cho mọi người, đây là tự nhiên luôn, tại vì mình sát ở đây, nhà mình sát ở đây. Mình cũng từng câu cá trong cái khu vực này và bây giờ nó cũng cấm câu rồi. Trước nó cho câu thì bây giờ nó cấm cho câu cá rồi. Trước bây giờ câu là hay đuổi lắm, trước mình giác cần vô đây mình câu là một câu cỡ mai vài tiếng, 2-3 tiếng đồng hồ là một thùng xô sơn, cái thùng sơn mà người ta sơn nhà ấy, một thùng cái đó, nào là cá rô phi, mình đa phần là cá rô phi, rồi lâu lâu cũng dính con điêu hồng, rồi trước mình cũng câu được mấy con cá trơ tầm 3 ký con á, 3 ký 2 ký mấy con đó. Trước mình câu nhiều lắm, quá trời cá luôn.